Sika Sport xin kính chào các bác. Hôm nay tôi sẽ đập hộp chiếc Wika Tsubasa đen để các bác xem nhé. Trên tay đây thì chính là cái hộp full box Wika. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở ra khám phá. Đó. Thì như các bạn thấy thì đây chính là đôi Wika Tsubasa đen, màu sắc rất là đẹp. Đi màu này thì các bác không sợ bẩn chân, không sợ bẩn giày. Màu tối màu. Đó. Đây. Các bạn thấy ở phần bên trong này thì miếng lót dưới đế giày khá là êm. Ở phần cổ chân, khu vực mắt cá chân này thì sẽ có một lớp mút bọc rất là êm chỗ này. Đây các bạn thấy. Đó. Đối với đôi này thì cái độ ôm chân và cái độ bó sát vào chân nó rất là tốt, nên cho các bác một cái cảm giác rất là thật. Đó. Giống như thể là đây. Thì cái form giày này rất là đẹp, tôi rất thích cái form giày như này. Đó, cái phần upper này nó rất là phẳng. Đế thì là đế cao su đinh răm TF 3mm. Đó. Phần đế này chúng tôi khâu full đế nhé, rất là chắc chắn. Đây, từng đường chỉ rất là chắc chắn. Với cái đôi Wika Tsubasa này thì Wika Sport đang bảo hành 90 ngày cho anh em. Cổ chun thấp cổ. Đó, nó vừa bọc được cái phần mắt cá chân, nó vừa không bị sỏi bay vào. Đó, cái phần này rất là hay. Bọc chun hết nhé. Thì nó sẽ không bị lọt các cái viên sỏi vào trong quá trình chạy. Có thể lọt những cái dị vật vào nó gây khó chịu ở chân, thì cái phần này nó sẽ bám xít vào cổ chân. Đó, bám rất là chặt. Đó. Thì da này là da microfiber, một công nghệ da mà anh em nào tìm hiểu thì sẽ biết đây là cái công nghệ da nó mô phỏng cái cấu tạo của da thật. Trong tương lai thì cái công nghệ microfiber này nó sẽ thay thế da thật trong những cái sản phẩm thời trang, phụ kiện. Đó. Rất đẹp, form giày rất đẹp, bảo hành 90 ngày. Cái mức giá đang được ưu đãi trên Wika Sport giảm 14% còn 429.000 thôi. Và miễn phí ship cho anh em. Đổi hàng, đổi trả hàng trong 15 ngày anh em nhé, yên tâm. Chúng ta có thể đặt hàng online tại wikasport.com. Đó. Đôi này rất đẹp. Đế này đế cao su đúc các bác nhé, chứ không phải là ghép kiếp gì đâu. Nó là đế đúc và lại còn khâu với full đế như này nữa. Khâu một lượt rồi keo một lượt, rất chắc chắn. Vừa keo vừa khâu. Đấy. Nên là đảm bảo đi êm chân, chắc chắn. Cảm giác bóng tốt. Rồi, để đặt hàng đôi này thì các bạn có thể click vào link mô tả bên dưới video này, hoặc là chúng ta truy cập vào wikasport.com, hoặc liên hệ theo số hotline 0389980850 để chúng ta đặt hàng trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video đập hộp tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đừng quên đăng ký kênh để chúng ta theo dõi những mẫu giày mới nhất tại Wika nhé.